Xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube của LKLEGO. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại cái chuỗi video để hướng dẫn lắp đặt bộ Lego 2 trong 1. Và video này thì chúng ta sẽ cùng lắp đặt một mô hình, đó là mô hình xe đua như này. Đây là một mô hình rất là đẹp và được lắp đặt từ bộ Lego 2 trong 1. Và chúng ta sẽ cùng đi xem là bên trong hộp sản phẩm gồm những gì nhé. Đầu tiên là chúng ta có một quyển hướng dẫn sử dụng được in bằng giấy in rất là đẹp và được in màu rất là chi tiết và rõ ràng. Thứ hai là chúng ta có một túi chứa 4 cái lốp xe ở đây và 3 túi khác là chứa những cái linh kiện đi kèm để chúng ta có thể lắp ráp thành được chiếc xe đua của chúng ta. Sau đây là sản phẩm Lego 2 trong 1. Vì vậy là những chi tiết đi kèm là chúng ta có thể lắp ráp được một chiếc máy cẩu tự hành nữa. Ở đây, đây chính là hình ảnh của sản phẩm. Vì vậy là ở đây thì chúng ta có một cái chi tiết sản phẩm, đó là một đoạn dây dù như này. Đoạn dây dù này sẽ được lắp vào đoạn đầu của chiếc máy cẩu tự hành ở đây. Có nghĩa là đối với chúng ta là gồm 4 túi linh kiện như này thì chúng ta có thể lắp được 2 máy của chúng ta. Thứ nhất là máy cẩu tự hành và thứ hai là xe đua. Và video này chúng ta sẽ cùng đi lắp đặt một chiếc xe đua bằng bộ Lego 2 trong 1. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu.